Hello anh em, chào mừng anh em đã đến hoặc quay trở lại cả Phát Computer. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đem đến cho anh em một mẫu laptop nữa đến từ nhà Acer, có cái tên là Acer Nitro V Pro Panel. Và ở cái mẫu laptop này thì có những đặc điểm gì nổi bật và Pro Panel ở đây nghĩa là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu sau phần intro nhé. Ok, và cái mẫu Acer hôm nay mình mang đến cho anh em có cái mã là ANV1541R7AP. Và đây là sản phẩm Nitro V15 có cái kích thước màn hình 15,6 inch. Ở đây thì Acer sẽ trang bị cho anh em một cái màn hình với tấm nền cực kỳ tốt, cùng với đó là cái giải màu rất là rộng, anh em có thể làm các việc liên quan đến đồ họa. Tiếp đến nữa thì màn hình của chúng ta sẽ có một cái tần số quét rất là cao, lên tới 180Hz, đủ đáp ứng cho anh em chơi game, nhất là các tựa game như kiểu FPS chẳng hạn. Tiếp đến nữa thì mình sẽ điểm qua về phần ngoại hình của máy đi. Với cá nhân mình nhận thấy cái Nitro V15 trong năm nay cảm giác có một cái gì đấy nó hơi lai giữa Aspire với cả Nitro. Chúng ta có một cái thiết kế tương đối là đơn giản, tinh giản, dành cho anh em thích một chiếc máy cấu hình cao. Tuy nhiên sẽ không có những cái đường góc cạnh của gaming hầm hố. Đi sâu vào bên trong một chút thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím. Cái bàn phím này thì nó sẽ không giống với các dòng Acer Nitro trước đâu, mà chúng ta sẽ thấy nó thiên hướng của dòng Aspire hơn. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái touchpad. Tuy nhiên thì cái touchpad này theo mình đánh giá nó chỉ đủ dùng thôi. Nếu như anh em muốn trải nghiệm tốt hơn thì nên cắm thêm chuột rời nhá. Sang đến các cổng kết nối thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cổng USB Type A, cùng với đó là một cổng USB Type C USB 4 full function anh em ạ. Ngoài ra nữa thì chúng ta vẫn sẽ có thêm một cổng HDMI, cổng mạng LAN và cổng cấp nguồn. Theo như mình đánh giá thì đây là đủ dùng. Phía cạnh phải thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cổng thoát gió. Và ở đằng sau cũng thế, anh em có thể nhìn thấy cái tản nhiệt của năm nay mình cảm giác là mình thấy là hãng đang làm hơi bị lệch. Cái này thì nó gần như là thừa hưởng thiết kế của dòng Aspire trước. Trong cái phần Nitro Sense thì chúng ta có thể chỉnh được cái tốc độ quạt quay, và cái tốc độ cao nhất mà mình nhìn thấy ở đây đấy là 6800 vòng cho CPU. Và ở đây thì mình cũng có test một cái tựa game Wukong, thì mình sẽ chạy ban ở cái phần này thôi, giữa cái profile performance cũng như là balance thì anh có thể nhìn thấy nó sẽ chênh lệch nhau không quá nhiều. Với performance thì anh em sẽ phải chịu khó một chút về tiếng ồn. Quạt lúc này sẽ kêu tương đối là to. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi về phần cấu hình đi. Chúng ta sẽ có một chiếc Ryzen 5 7535HS, cùng đó là card loại RTX 2050. Thì với card loại RTX 2050 này thì mình đánh giá Nitro V15 Pro Panel này nó sẽ đáp ứng tốt cho anh em các tựa game eSports như là Liên Minh, Valorant, hay là một số những tựa game như PUBG, CSGO chẳng hạn. Ở đây thì mình cũng có trải nghiệm một vài cái tựa game hardcore hơn, ví như là Cyberpunk 2017 cũng như là Wukong. Thì cái setting thì anh em theo dõi ở trên màn hình nhá. We'll be right back.
Khi nhắc đến Acer, chúng ta sẽ nghĩ ngay trong đầu đấy cái chế độ bảo hành VIP của hãng. Bài S1, chúng ta sẽ được bảo hành máy kể cả thứ bảy và chủ nhật. Nếu như quá 3 ngày thì anh em sẽ được đụng một đổi một anh em nhé. Và đừng quên, trong thời gian này đến hết ngày 31 tháng 10 2024 thì khi anh em mua các sản phẩm Acer Predator hay là Acer Swift sẽ được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Thì cái chi tiết về chương trình này mình sẽ để ở đường link phía dưới phần mô tả cho anh em. Và một cái điểm nữa mà mình cũng cần đem đến cho anh em đấy là cái phần AI. Bây giờ anh em biết rồi, hầu như mẫu laptop nào thì cũng sẽ được hỗ trợ thêm, tích hợp thêm. Và ngay trên Windows thôi, cũng tích hợp Copilot. Với chiếc máy này anh em có thể nhìn thấy với CPU sẽ không có nhân NPU. Nhưng tuy nhiên thì những cái phần mềm như kiểu là Purify View hay Purify Void thì anh em vẫn sẽ sử dụng được. Và nó sẽ thông qua cái eGPU có sẵn ở trên chiếc card đồ họa này, nó sẽ thông qua chiếc iBlue có sẵn ở trên chiếc CPU này. Rồi, và để tổng kết lại thì Acer Nitro V15 Pro Panel, đây là một mẫu laptop mình đang thấy hãng đang định hướng dành cho những anh em làm về đồ họa, với một cái màn hình tương đối tốt, tấm nền tốt, dải màu rộng, độ sai lệch màu thấp và có một cái tần số quét tương đối là cao, thì anh em có thể hoàn toàn sử dụng các tác vụ liên quan đến đồ họa, chỉnh sửa ảnh, thậm chí là cả chơi game. Với một cái cấu hình mình đánh giá đây là cấu hình eSports với Ryzen 5 cùng đó cả đoạn RTX 2050. Rồi, và anh em đánh giá sao về mẫu laptop Acer Nitro V15 này thì anh em hãy để lại comment phía dưới video cho mình biết. Và đừng quên cho chúng mình một like, một share, một sub nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.